Hello, xin chào toàn thể quý nhá. Sụp công nghệ nghe lén 4.0 online 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ mini không dây, mã là SQ18 các bạn nhé. Đó, đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra và sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng bạn nhé. Đây thiết bị đây bạn nhé. Đó, siêu nhỏ này, đó, kích cỡ đây. Đó, rất siêu nhỏ bạn nhé. Đây mình sẽ bóc cái màng bảo vệ cam ra các bạn nhé. Đó, cái cam này thì quay đêm rất là rõ nét các bạn nhé. Đó, xung quanh mắt cam là có 8 mắt đồng ngoại hỗ trợ quay đêm rất nét các bạn nhé. Đó. Ở dưới ô sản phẩm thì sẽ gồm có đây. Đó, đây là một bộ phụ kiện này. Đó, đầu tiên là một đây là dây cắm, các bạn có thể là vừa cắm sạc vừa quay được các bạn nhé. Đó. Đây là dây sạc ngắn này, nó sẽ có hai cái dây sạc nhé. Đó. Và đây một dây sạc dài. Đó. Thì sạc dài này để các bạn sạc cố định, sạc lúc sạc không quay. Đó. Còn cái củ sạc, còn cái dây sạc này là các bạn vừa sạc vừa quay được các bạn nhé. Đó. Đây. Và các bạn sẽ có một cái chân đế này. Đó. Chân đế này các bạn có thể gắn cái mắt camera các bạn nhé. Đó. Gắn camera đây. Đó. Đây các bạn dính rất chắc các bạn nhé. Đó, các bạn có thể dính vào tường cũng như là dính vào trong tủ quần áo ở đâu cũng được hết các bạn nhé. Đó. Đây. Đó. Một bộ phụ kiện của nó sẽ bao gồm những sản phẩm này các bạn nhé. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera mini không dây SQ18 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn là đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Em Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc các bạn nhé. Và đặc biệt hơn là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB khi bạn mua hàng các bạn nhé. Đó, thì chỉ những bạn nào đã đăng ký kênh YouTube Em Phát thì mới được tặng kèm thẻ nhớ và được miễn phí ship thôi. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhanh tay đăng ký kênh để nhận được nhiều ưu đãi của đơn vị nhà mình các bạn nhé. Đó, nhận hàng thì các bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử. Giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới phải thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì bạn hoàn hàng về cho mình và đơn vị nhà mình nó cũng không thu tiền phí ship của mọi người các bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một số nút chức năng trên chiếc camera SQ18 này và sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết các bạn nhé. Đó, đây. Đó, mặt đằng sau sẽ có 5 châm các bạn nhé. Đó. Đằng trước đây là mắt camera này, mắt camera lồi các bạn nhé, góc quay rất rộng. Đó, xung quanh mắt camera sẽ có 8 mắt hồng ngoại hỗ trợ quay đêm, hồng ngoại ẩn. Ban đêm thì các bạn quay thì nó sẽ không bị phát sáng đâu các bạn nhé, hồng ngoại đen. Đó, bên sườn đây sẽ có nút on off này. Đây nút on off này. Đây là hai lỗ bao đèn. Nút more này là nút để các bạn reset các bạn nhé. Khi nào camera các bạn đã kết nối xem từ xa rồi hoặc là camera không phát ra wifi thì các bạn sẽ kết nối bằng cái reset cái cam đi các bạn nhé. Reset cái cam đi. Đó, còn cái micro SD này là cái chỗ để khay cắm thẻ nhớ bạn nhé. Đó, thì cái camera này hỗ trợ tối đa thẻ nhớ là 256GB các bạn nhé. Đó, các bạn có thể gắn nó đây. Thì khi các mua hàng các bạn chỉ cần đăng ký kênh thì đơn vị nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn là một thẻ nhớ là 128GB rồi các bạn nhé. Đó, đây là chân cắm sạc này. Đó, thì pin của thiết bị các bạn có thể quay liên tục được khoảng 7 đến 8 tiếng mới hết pin các bạn nhé. Đó, đây. Đó, thì sau đây mình sẽ gắn thẻ nhớ vào và sẽ bật camera lên kết nối điện thoại rồi hướng dẫn mọi người cách sử dụng luôn các bạn nhé. Đó, chiều mặt đồng này các bạn hướng lên chỗ có mắt camera các bạn nhé. Đó, các bạn camera như này. Đó, các bạn ở đây nó sẽ kêu tạch một cái như này. Đó, thì để bật nguồn thiết bị nhé thì các bạn sẽ dí liền một nút on off này, dí liền đây khoảng mấy giây. Đó, thiết bị nó sẽ sáng đèn này. Đó, sáng đèn hồng nhé thì các bạn bỏ tay ra như này. Đó, thì để sử dụng thiết bị các bạn cần phải có một cái điện thoại smartphone, các bạn tải cái ứng dụng vào điện thoại các bạn nhé. Đó, thì các bạn tải cho mình cái ứng dụng là V380 Pro rồi. V380 Pro. Đó, thì bạn nào đang dùng điện thoại là iPhone thì các bạn vào cửa App Store, còn dùng Samsung, Oppo thì các bạn vào cửa hàng Safplay các bạn tải các bạn nhé. Đó, V380 Pro đây. Đây các bạn nhé, các bạn tải cho mình cái ứng dụng nào có biểu tượng như này về màn hình về điện thoại của bạn các bạn nhé. Đó, mình đã tải sẵn cái ứng dụng về điện thoại rồi. Đó, thì bước tiếp theo thì các bạn sẽ vào mục cài đặt của điện thoại này. Sau đó các bạn chọn mục là Wi-Fi nhé. Đó, Wi-Fi. Thì cái camera này nó sẽ phát cho mình một cái mã wifi nào có chữ MV ở đằng trước và một dãy số không có mật khẩu để các bạn kết nối vào. Đó, khi nó đã kết nối wifi xong thì các bạn thoát ra ngoài màn hình chính này, các bạn vào cái ứng dụng là V380 Pro.
Đó. Thì khi vào cái ứng dụng V38 Pro thì nó sẽ hỏi các bạn là một bên là nó sẽ có đăng nhập và đăng ký. Thì bạn nào có tài khoản Gmail thì bạn đăng nhập tài khoản Gmail vào, còn bạn nào chưa có thì bạn ấn nút đăng ký các bạn nhé. Đó. Còn mình test video cho các bạn thì mình sẽ ấn vào nút thử trải nghiệm này rồi đăng ký sau các bạn nhé. Đó, đây các bạn sẽ lấy tay các bạn vuốt nhẹ xuống như này. Đó. Đây các bạn đợi một chút. Đây. Đây là cái nó khi các bạn vuốt xuống thì nó sẽ hiện một cái bảng xem như này, thì các bạn nó sẽ hỏi bạn là đổi mật cài đặt mật khẩu, thì các bạn ấn vào nút cài đặt mật khẩu này. Rồi các bạn đặt mật khẩu cho camera. Ví dụ mình đặt khẩu là 1 Huy 1234 A cộng. Đó. Sẽ là Huy 1234 A cộng. Hai cái mật khẩu các bạn điền giống nhau là được A cộng. Đó, đây. Sau đó bạn ấn vào hai cái mắt này các bạn xem là mật khẩu đã đúng hay chưa. Các bạn nhé. Nếu mật khẩu đã đúng rồi các bạn sẽ chọn OK này. Đó, cho các bạn chọn là chỉ dành cho kết nối điểm phát AP. Đó. Đó, đây. Camera đây các bạn nhé. Đó, đây, góc quay rất là rộng luôn. Các bạn nhé. Các bạn gọi để bật tiếng lên này. Alo alo. Alo alo. Đó. Còn bạn nào mà muốn chọn cho hình ảnh nó sắc nét hơn thì các bạn sẽ chọn là chữ SD này, các bạn chuyển sang thành HD, hình ảnh nó sẽ nét hơn. Đó, thì cái cam này nó sẽ cảnh nó sẽ bật cái chế độ ban đêm ấy, thì của nó thì là các bạn chỉ cần thì quay về ban đêm, bao giờ cái chỗ mà các bạn quay nó bị tối ấy, thì nó sẽ tự động chuyển về ban đêm các bạn nhé, các bạn không cần phải chỉnh ở trên điện thoại đâu. Đó. Đây. Còn các bạn có thể kết nối 4 cái cam cùng một lúc các bạn nhé. Đó. Các bạn có thể xem này, 4 cái camera cùng một lúc. Đó, đây. Còn đây xem toàn màn hình các bạn nhé. Đó. Còn bên dưới đây nó sẽ là có chụp ảnh này. Đó. Chụp ảnh này. Đó, còn ghi hình, bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ ấn vào nút lưu hình này. Đó, lưu hình nó sẽ lưu video lại các bạn nhé. Đó, này. Còn bạn nào muốn phát lại này, đó, muốn xem lại các bạn ấn một phát lại này. Nhưng mà do cái mình chưa tạo tài khoản nên là nó sẽ chưa chưa xem được các bạn nhé. Các bạn muốn xem lại các bạn cần phải tạo tài khoản. Các bạn đăng nhập ở một lúc mới đầu ấy, nên nó sẽ hiện đây. Đó, các bạn sẽ xem lại ở trên micro SD là xem lại trên thẻ nhớ các bạn nhé. Đó, nó giống như cái cam to thôi, rất là đơn giản thôi. Đó, còn hơn này đấy, nghịch đảo rồi là ấy là được hết các bạn nhé. Đó. Đó, cam này đây, đàn thoại được hai chiều luôn các bạn nhé. Đó. Đó là các bạn mình đã kết nối xem này. Đó thì mình sẽ vào một cài đặt để mình đã hướng dẫn cho mọi người một số cài đặt chung các bạn nhé. Đó, các bạn ở hình ba dấu chấm này, sau đó bạn chọn một cài đặt này. Đó. Thì đây nó sẽ đầu tiên là thông tin thiết bị này, nó sẽ có mã này. Đó, mã QR đấy. Đó. Các bạn nào muốn kết nối xem từ xa nhá thì các bạn sẽ chọn là mục là thay đổi mạng thiết bị này. Kết nối xem từ xa, ví dụ là các bạn đang gắn cái cam này ở nhà của các bạn mà các bạn muốn đi xa để xem ấy, thì các bạn sẽ chọn là mục là thay đổi mạng thiết bị này. Đó, sau đó các bạn chọn mục là chế độ chạm pha Wi-Fi này. Đó, sau đó các bạn chọn là vui lòng chọn Wi-Fi thì cam nó sẽ tìm ra cái Wi-Fi của nhà các bạn, rồi các bạn nhập mật khẩu Wi-Fi của nhà bạn vào rồi ấn OK là được các bạn nhé. Đó. Đó là còn mật khẩu thiết bị này, mật khẩu thiết bị là cái mật khẩu mà vừa nãy mình đổi á, thì mật khẩu của mình vừa đổi là Huy1234 A cộng, thì bạn muốn đổi mật khẩu bao nhiêu các bạn sẽ chọn bên dưới các bạn nhé. Đó. Thiết bị thời gian, đó, đây. Các bạn có thể chọn thời gian cho thành thời gian ở Việt Nam. Đó. Đây. Đó, ghi liên tục, đó, ghi liên tục để các bạn có thể ghi vào trong thẻ nhớ các bạn nhé. Nó cứ cứ bật cái camera lên thì nó sẽ tự động lưu các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chọn một là ghi liên tục này. Đó. Còn các bạn một cái là nâng cao, cái là IP thiết bị này. Đó. Nói chung là mấy cái này nó mình cũng không dùng đến các bạn nhé. Đó, chỉ có như vậy thôi. Đó. Đó thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera siêu nhỏ mini không dây SQ18. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera mini không dây này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh VN Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc các bạn nhé. Và đặc biệt hơn là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB, đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần làm theo video hướng dẫn sử dụng này của mình, và là lúc các bạn cài đặt có vấn đề gì khó khăn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình
sẽ có nhân viên trực máy 24/24 để hỗ trợ mọi người cài đặt các bạn nhé. Đó thì đơn vị nhà mình xin kết thúc tại video tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.